Theo kinh nghiệm của tôi, chỗ nào đang khai trương là chỗ đó có nhiều ưu đãi. Mà đợt này hình như tôi bị cận lại rồi đó. Đi đường thì thấy mờ dữ lắm, nên sẵn tiện biết thông tin mắt kính Sadie đang khai trương chi nhánh thứ 5, nên để tôi qua xem có ưu đãi nhiều không nha. Vô tới showroom mà thấy không gian xịn sò quá trời luôn, lại còn đa dạng mẫu mã như thế này là tôi ưng lắm rồi đó nha. Qua Sadie, tất nhiên tôi sẽ tranh thủ thử nhiều gọng, má bà xem mẫu nào hợp với mặt tôi nhất. Mà đợt này đang khai trương nên Sadie sẽ tặng tròng kính cận viễn loại miễn phí khi mua gọng kính bất kỳ tại cửa hàng. Mà cái tròng kính là chính hãng 100% đến từ các thương hiệu lớn trên thế giới. Với những mẫu kính râm như thế này sẽ được mua một tặng một, mà giá trị quà tặng lên tới 500k, nên bà có thể rủ bạn bè, người thân đi mua chung xe ra cho tiết kiệm nha. Các ưu đãi khai trương của mắt kính Sadie sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 9 tới ngày 18 tháng 9, sẽ có bốc thăm trúng thưởng trúng 100% có quà. Và các dòng mắt kính cao cấp trị giá lên tới 5 triệu như là Ray-Ban, Vogue, Armani Exchange sẽ có 445 chiếc túi cao vát để tặng cho 445 đơn hàng đầu tiên. Còn bạn nào không mua mà vẫn muốn có quà thì nhớ là cài báo thức đến sớm vì sẽ có cơ hội nhận ngay 200 ly giữ nhiệt đầu tiên. Tuy biết là khai trương sẽ rất là đông, nhưng mà tôi vẫn muốn tranh thủ đo lại mắt. Mà tôi thấy nhân viên bên này ai cũng nhiệt tình hết trơn á. Đã vậy còn hỗ trợ tôi hết mình, tư vấn về gọng xem mẫu nào phù hợp với nhu cầu của tôi. Mà Sadie thì lúc nào cũng sẽ đầu tư vào trang thiết bị rất là hiện đại, nên tới đây đo kính tôi cũng khá là yên tâm, còn được tư vấn chăm sóc mắt và giữ mắt luôn khỏe. Còn bà nào hỏi tôi về độ uy tín của mắt kính cũng như là kỹ thuật viên bên này thì tôi sẽ phép nhẹ cho bé bà bằng khen cũng như là giấy chứng nhận. Và Sadie cũng là cửa hàng phân phối hơn 80 thương hiệu chính hãng nổi tiếng toàn cầu như là Ray-Ban, Prada, Burberry, Michael Kors, còn có các thương hiệu trồng kính nổi tiếng như là Essilor Pháp, Jay của Đức, Jamie Hàn Quốc và Kodak của Mỹ, tất cả sẽ đều có giấy chứng nhận luôn nha. Các dòng kính như là Essilor của Pháp, những chỗ khác tôi thấy bảo hành chỉ được 12 tháng, mà bên này bảo hành tận 18 tháng luôn. Còn dòng kính Jay sẽ được bảo hành tận 24 tháng, vì Sadie là đại lý cấp độ chuyên gia. Bên cạnh đó sẽ còn có các ưu đãi như là dòng kính giảm tới 30%, bảo hành gọng và dòng 12 tháng, bảo hành thị lực lên tới 30 ngày. Mọi người thấy sao? Giá thành thì ưu đãi, hậu mãi thì quá nhiều, lại còn có nhiều quà tặng. Bởi vậy đâu phải tự nhiên mà mắt kính Sadie được nhiều bạn trẻ ưa chuộng đâu đúng không nè? Trong thời gian khai trương nên sẽ có nhiều ưu đãi, mấy bà tranh thủ ghé qua mắt kính Sadie để mua sắm đi nha. Địa chỉ tôi sẽ để trên màn hình nè.